Một nam diễn viên công khai vạch bộ mặt giả tạo của Lưu Diệc Phi. Đàn anh Ba Bối Nhĩ từng chê Lưu Diệc Phi chảnh chọe, yêu sách trên phim trường. Vụ việc này từng gây chấn động dư luận vào năm 2016. Ba Bối Nhĩ từng có cơ hội làm việc với Lưu Diệc Phi trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp. Khi đó, Lưu Diệc Phi đóng nữ chính Tiểu Long Nữ, còn Ba Bối Nhĩ làm nhân viên hậu trường. Mọi người đừng để vẻ ngoài thánh thiện của Lưu Diệc Phi đánh lừa. Bản chất của cô ấy không tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ. Với tư cách là người từng làm việc cùng, tôi có thể khẳng định Lưu Diệc Phi chảnh, mắc bệnh ngôi sao từ năm 19 tuổi, Ba Bối Nhĩ tố. Theo nam diễn viên, Lưu Diệc Phi đã có những yêu sách vô lý với đoàn phim Thần Điêu Đại Hiệp. Trên trường quay, Lưu Diệc Phi nhiều lần kêu ca dị ứng với ánh đèn để bỏ dở cảnh quay và vào phòng nghỉ ngơi, khiến đạo diễn cũng phải chào thua. Cô thậm chí còn than vãn chuyện đoàn phim đông người, hỗn loạn như ở chợ làm ảnh hưởng đến mình. Sau những tranh cãi, Lưu Diệc Phi thay đổi. Giờ đây, hình ảnh của cô đã khác xưa, Lưu Diệc Phi hiện tại vô cùng giản dị. Cách đây không lâu, nữ diễn viên Vạn Thiến, bạn diễn của Lưu Diệc Phi trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng, đã công khai khen ngợi sự chuyên tâm của nữ diễn viên sau khi hợp tác. Theo Vạn Thiến, Lưu Diệc Phi không bao giờ cầm điện thoại trong thời gian làm việc. Thay vào đó, cô thường kiếm chỗ yên tĩnh để đọc sách. Mỹ nhân sinh năm 1987 cũng không bao giờ rời khỏi địa điểm ghi hình, tránh việc đến khi đạo diễn cần bản thân lại không có mặt, làm mất thời gian của người khác cũng như mất công họ phải đi tìm cô.